Rồi thưa bà con, đây là phần 2 của cái video là gì điệp viên không không thấy gọi điện thoại cho là thám tử Conan. Hỏi thăm thầy kia rồi nếu mà được thì mình giúp đỡ cái này giúp đỡ cái kia. Bây giờ thầy lấy người về được là được. À, rồi rồi em có cảm thấy mình làm gì sai không? Nghe anh thì thật em cũng không biết em sai chỗ nào luôn á. Hỏi thăm thầy kia rồi nếu mà được thì mình giúp đỡ cái này giúp đỡ cái kia. Chứ mình cũng không hề có ý quay phim chụp hình hay là gì hết luôn á. À đúng rồi, thì hồi nãy anh thấy là ông kia ông đi mà em không có cầm cái điện thoại gì trên tay hết trơn á. Để nó vừa xuống cái em đã sợ trước rồi mắt con mày đem cái điện thoại vô là mắt con mày nói là quay lén nghe lén em cũng bỏ điện thoại em nhấc cái xe luôn em không có đem cái điện thoại nào lên luôn. Em làm bảo vệ dân phố đã được đó được bao lâu rồi? Dạ em làm được 2 năm rồi. Em làm bao nhiêu? Dạ 2 năm. À làm 2 năm. Dạ từ năm 2021 á. À từ 2021 là dịch đó hả? Dạ vừa lúc dịch sau dịch dạ lúc lúc trong dịch á thì em làm dọn xác cho khu dân 8. Chú em là ở cái chú em là ở cái đường đó là ổng làm nghề gì? Dạ ổng cũng làm bảo vệ dân phố luôn. Ổng làm bảo vệ dân phố ở đâu? Dạ cũng phường 11 quận 5 em luôn. Ở phường 11 quận 5 khu có mấy? Dạ ổng thì bên 4A. À cũng là rồi anh không hỏi tên chú em ha, để anh xác minh lại sau ha. Rồi dạ. Em mục đích chính là em đi đến đó là để gặp ông Đồng Anh. Dạ. À, để hỗ trợ ông ta hay dạ. Em đi đến đó để mà em đi điều tra ông ta. Em chỉ muốn xuống dưới là để hỏi hoàn cảnh, nếu như mà đáng thương thì mình sẽ hỗ trợ. À nhưng mà ở chung cư người ta giàu chứ ngồi sao mà hỗ trợ gì em? Thì em đâu biết đâu, em nghe trên mọc nói ổng này kia bị này nọ. À dạ thì mình cũng nghĩ nếu mà ổng tu hành thiệt mà bây giờ phải bán chùa có nghĩa là phải thiếu tiền dữ lắm, thì em nghĩ như vậy đó, nên em phải lại xuống coi nếu mà đúng như vậy á thì lòng tốt của mình mới được đúng, còn nếu không mất công thì lại đặt sai người, nên là em muốn xuống trực tiếp để coi như thế nào. Em nhận thức như thế nào về cái thái độ của cái anh mà quay phim với em á, thì em thấy ảnh đối với em là như thế nào? Nó đi giống như là ổng rồi sao á, em cũng nói giọng lớn nghe em nói mà không có bậy, nhưng mà mới biết đầu cái ban đầu vô á mới vừa thấy em là ổng yếu ai rồi nên này nên này này làm gì hỏi dưới tay hả? Ổng ép ra, ổng kéo tay là ổng không cho em lỗi chữa hay ổng chung gì đó. À lúc như kiểu mà đi bắt quả tang á hả? Dạ, giống kiểu vậy đó. À là xong rồi là vừa nếu tay rồi anh đứng ngay cửa và ổng lại chạy vô chụp cái điện thoại ra quay rồi. Là bắt đầu bị khúc đó. Theo em thấy thì là Thăng Phong TV có chiếm đoạt 530 việc của Đồng Anh không? Em nghĩ chắc là không. Tại sao em nghĩ là không? Nếu đúng là nói sao ta, ông Đồng Anh thì bây giờ gặp cũng không gặp được à, nhưng mà số điện thoại cũng không gọi được à. Chứ muốn gọi sao em biết được số điện thoại của ông Đồng Anh thì cũng ông Mộc á, thì cũng ông Mộc đưa. Ủa ông Mộc đưa số điện thoại của Đồng Anh nữa hả? Thì ông có đưa em mà muốn gì thì chúng nó hỏi đi. À muốn gì xuống đó em mới nói thì em mới muốn xuống đó hỏi thôi, nhưng mà cái biểu hiện ví dụ như em gọi cho Thăng Phong ảnh có phần cho hay lúc nào em gọi cho ảnh ảnh nghe máy bình thường. À em có gọi cho Thăng Phong ví dụ đó thì em đã gọi ảnh trước thì em không có gặp được anh Thăng Phong, nhưng mà em đã gọi ảnh trước à. Thì thái độ của ảnh nói chuyện không có cái kiểu mà như ông này, ông này chưa kịp nói chuyện ông nghe bị bắt rồi à. Ông bị bắt thì tội gì luôn á. À còn anh Thăng Phong á, gọi cho ảnh, ảnh nói thì tao không có, ảnh khẳng định vậy luôn. À tức là em có gọi cho Thăng Phong? Dạ có gọi. Em gọi Thăng Phong rồi Thăng Phong có nhờ em đi điều tra không? Dạ chắc chắn là không rồi. Ảnh nói kêu không thì chắc chắn ảnh mà nói em đừng có làm gì hết, cái này là để pháp luật người ta lo. À mày muốn biết rồi thì biết thôi, với
cũng không có thông tin gì đâu à. Để phát hiện tao lo. Còn em định gọi cho ổng, cái cuộc em không nói chuyện được, cũng không có tiếp xúc được luôn. À, điều này phức tạp ha. Bởi vì nếu về cái biểu hiện mà đáng nghi với em nghĩ là ông Đồng Anh đáng nghi hơn. À, nếu như tức là em so sánh hai người thì ông Đồng Anh đáng nghi hơn. Thì đúng rồi. Có ý kiến rằng là cho là em là người của Thanh Phong là em thấy thế nào? Cái này là vô khống em rồi, bởi vậy em mới đang tìm kiếm một cái người để mà làm giúp em điều kiện này nè. À, theo em là em có kiện Mọc TV không? Nếu mà ổng không có clip em có kiện. À, nếu không có clip là sẽ kiện. Em biết Mọc TV là không? Em không có làm gì hết, em cũng không có khai gì với công an hết. Mà ổng còn được, mà ổng dám lên diện chuyện là bắt qua công an thì đã có cái lời khai với công an là kêu em lấy 15 triệu. Là cái này chẳng những xúc phạm luôn em mà xúc phạm luôn công an nữa. À đúng rồi, rồi em biết Mọc TV là ở đâu không? Dạ không. Không biết Mọc TV trong đâu hết trời kì. Em biết Mọc TV là ai không? Em nghe nói là phóng viên, báo phóng viên thôi chứ em chưa biết hả? À, chưa biết là bao giờ. Dạ. À, em nghe ở đâu nói, ai nói? Cái này thì trên mạng tao đồn đầy mà. À, chứ là nhiều người tao nói phải không? Dạ. Như vậy thì em mà nãy giờ em chưa gặp anh Mọc TV. Có số điện thoại của Mọc TV không? Số điện thoại Mọc TV thì như giờ không có nằm trong máy này. Không nằm trong máy này? Dạ. Vậy là em từng có số điện thoại của Mọc TV luôn? Dạ, từng mới vậy em mới xin được số của ông Đồng Anh. À, tức là em liên hệ được với Mọc TV. Dạ. Em có điện thoại nói chuyện với Mọc TV luôn. Dạ có. Rồi Mọc TV cho em số của ông Đồng Anh luôn. Dạ. vậy là em vừa điện cho Mọc TV được, mà em vừa điện cho Phan Phong TV được luôn. Dạ. À. Em không có lời khai hết, em chỉ muốn sáng tỏ sự thật thôi, chứ em không có cái tay của ai hay ủng hộ ai hết á. À, tức là em điện cho Mọc TV thì em còn ghi âm cuộc gọi không? Dạ không, cái em xài iPhone không có ghi âm cuộc gọi. À, xài iPhone là có ghi âm á, nhưng mà tại em không có ứng dụng đó thôi. Em điện cho Phan Phong TV có là điện số điện thoại hay là kết bạn Zalo hay là như thế nào? Dạ em cũng gọi số điện thoại nè. À, tức là gọi em có thể là cho anh xin cái màn hình, chụp màn hình cái tên cái cuộc gọi đó được không? Dùng như gọi thì mình sẽ che đi cái số điện thoại của người ta, nhưng mà ví dụ như là mình chụp mình gọi giờ tháng ngày tháng năm nào đó thì mình cái đó được không? Tháng năm dạ chắc cũng được. À, chắc được không? Thì em coi lịch sử là em gửi qua luôn cái này. Nhưng mà cái này anh hỏi em là đây là em muốn điều tra độc lập hay là em muốn là theo phe phái nào? Dạ không, em chỉ muốn làm cho mình em thôi, để em giúp người ta cho đúng người đúng người thời điểm thôi, chứ em đâu có muốn theo ai đâu. Bởi vì giờ em cũng chưa biết ai biết. Vậy là em mê trinh thám. Em muốn làm thám tử hả? Dạ không, em chỉ muốn giúp người thôi. À, em muốn giúp ai? Thì nếu như mà ổng thiệt tình á, ổng là ổng thầy thiệt mà là khó khăn thiệt thì em sẽ giúp ổng. À. Dạ. Em có muốn giúp, em có giúp cho Phan Phong TV không? Dạ nếu như mà ổng cần thì em vẫn sẽ giúp. Em có giúp cho Mọc TV không? Mọc TV thì bây giờ em thấy ổng đăng lên là ổng xuyên tạc em kiểu này là chắc thôi em không dám. À, như vậy là quý vị khán giả là bây giờ nhân vật này tên là Minh từng điện cho Mọc TV và Mọc TV là cho số của ông Đồng Anh, đúng không? Rồi, nhân vật này cũng là từng điện cho là Phan Phong. Phan Phong có cho số của ông Đồng Anh không? Dạ không. Mà ai là người chỉ cho em đến cái địa chỉ của nhà của ông Đồng Anh? Dạ, em thấy trên tự ông Đồng Anh la lên trên Mọc TV đó. À, như vậy là cái người mà chỉ địa chỉ này cũng như thông tin này mà em có được địa chỉ này là bắt đầu từ Mọc TV. Mọc TV cho em số điện thoại và trên Mọc TV cũng là cho em địa chỉ thì em mới biết cái đó. Dạ. Em có nghĩ đây là một cái bẫy không? Em ban đầu nếu mà em biết bẫy thì em đâu có tới chị. Em chỉ nghĩ là em giúp người thôi. Em muốn tìm hiểu sự thật rồi biết được thì mình giúp. À. À, quý vị khán giả có nghĩ rằng cái địa chỉ 16.2 lô đê đó là một cái bẫy không? Vậy là rõ rồi ha. Tức là cho số điện thoại rồi cho địa chỉ, rồi xong rồi kêu người ta đến đó thì tìm hiểu, rồi báo công an bắt người ta. Này phức tạp nghe.
chở người ta đến công an chứ nhờ. Anh kêu công an xuống chở em đi. Anh kêu công an xuống chở em đi hả? Dạ. Tại sao anh nói anh tiễn em vô trong đó? Thì em đâu biết đâu, lúc đó ảnh kêu hai anh công an xuống rồi em ngồi chính giữa đó là chở em đi luôn á. Anh là ngồi đằng đằng sau, còn em ngồi chính giữa. Dạ không, hai anh công an xuống đi luôn á, chứ À, không hai có công đi an xuống đâu. là chở em đi luôn. Dạ. Sau này rồi em bây giờ em về rồi em mới coi lại là ổng có đi theo À, ổng không đi chị? theo ông đứng ngoài chụp hình tự sướng đó, ổng có vô lấy lời khai không? Dạ em không biết, tại em vô trong phòng lấy lời khai rồi nên ở ngoài Dạ, chuyện lúc em ra là em còn thấy ai không? dạ không, Em có đối chất với ai không? dạ cũng không luôn, Em có gặp ông Đồng Anh không? dạ cũng không. Ủa, em không gặp Đồng Anh, em cũng không có gặp ai hết mà em bị quay phim. Rồi Dạ em bị mời lên công an phường. Ủa, cái này là vụ này là em là nạn nhân hay người ta là nạn nhân? em cũng không biết luôn, À, mẹ em biết là em bị lấy lời khai xong rồi giữ em ở đó tới 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 khoảng 5 giờ 5 rưỡi rồi cho thôi rồi về đi, em tên là cái đi gì thôi chứ Minh? còn lại. Dạ Cao Hoàng, Cao gì? Cao Hoàng Nhật Minh. Ok. Cảm ơn em nhiều nha, có gì anh sẽ trao đổi thêm. Cảm ơn em đã chia sẻ. À, cái nội dung này anh đang gọi live stream trực tiếp và như vậy thì anh đưa cái này lên sóng là ok đúng không? Dạ được được. Ok. Cảm ơn em nhiều nha, có gì anh sẽ liên hệ lại với em sau. Dạ em cảm Thì ơn. anh tên Giang, 19 tuổi nha. Rồi đó bà con. À, là kết thúc là toàn bộ cuộc nói chuyện giữa điệp viên không không thấy và thám tử lừng danh Conan nha. Rồi bà con tự bình luận đi ha. Trong clip sau tôi sẽ bình luận. Rồi một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Ai chưa xem phần 1 thì cũng xuống dưới cái comment đầu tiên này để xem phần 1 nha. À, rồi. Và xin chúc cho là xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.